Alo. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các cụ nghệ nhân nam nữ của xã Yên Kim, Yên Nghiệp hôm nay, chúng tôi rất vinh dự ở trong Thanh Hóa được lời mời của các quý vị và các nghệ nhân mời về đây giao lưu. Tôi xin gửi tới các quý vị đại biểu cùng các nghệ nhân bài hát được mang tên Thạch Thành quê hương tôi. Ùn là cô gái Thạch
xa xa lối nhỏ ai về đất mẹ ru lòng bao nỗi đau niềm thương nắng vẫn vàng trên đồng và gió như miên man đất yêu người bàn chân lắm buồn phía sớm đất xin hết ạ.